Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của cửa hàng Giang Chiêu. Số điện thoại của cửa hàng có kết nối với Zalo 0343 868186 hoặc 098 618 3445. Số điện thoại em có để ở góc trái màn hình nha mọi người. Thì cũng trước khi vào video em cũng xin kính chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ ạ. Địa chỉ của cửa hàng nằm gần Ủy ban Nhân dân Cư Huê EK Đắk Lắk nha mọi người. Anh em nào ở gần có thể tới ủng hộ giùm cửa hàng em ạ. Cửa hàng em mới cũ máy đầy đủ hết nha mọi người. Đấy, anh em nào ở gần có thể tới ủng hộ giùm cửa hàng em ạ. Em xin cảm ơn ạ. Thì ngày hôm nay cửa hàng em lên cho mọi người 5 con máy nha mọi người. 2 con máy cắt cỏ và 3 con máy cưa. Đều là hàng Nhật về nha mọi người. Hàng Nhật bãi về cửa hàng em đã dọn nổ sạch sẽ cho mọi người rồi. Con đầu tiên là con thuộc dòng của Sitting nha mọi người. Sitting nhưng mà sản xuất tại Nhật đó mọi người. Con này công suất 23cc. Con này em đã lên chế 2 kim cho mọi người rồi nha mọi người. Em đã lên chế 2 kim, kim rất là nhảy nổ cho mọi người. Giá em báo ở đây là đã bao gồm cả phí vận chuyển và những món phụ kiện đi kèm nha mọi người. Dạ em xin phép test con đầu tiên ạ. Con đầu tiên là con Sitting hàng Nhật nha mọi người, sản xuất tại Nhật, con 23cc, công suất 23cc, nhỏ gọn, cực kỳ lực cho mọi người luôn. Phát cỏ thời gian dài mọi người, mình đeo mấy con nhỏ gọn mà mình phát nó sẽ đỡ hơn, hoặc là anh em nào thích kiểu như là gặt lúa mọi người. Để rồi em sẽ test nổ con này luôn ạ. E nằm ở đây nha mọi người. Nghe nằm ở đây. Em chưa đấu công tắc thế nào, em dập gì khi nào đi em sẽ đấu cái công tắc nằm đây nha mọi người. Để đây. Em xin test nổ luôn ạ. Cực kỳ nhảy nổ cho mọi người luôn. Tiếng nổ của nó rất là ấm cho mọi người. Đã dọn nổ mọi người, cực kỳ nhạy nổ cho mọi người luôn. Tiếng của con máy này rất là ấm, lên ga rất là chắc nha mọi người. Con này cửa hàng em để cho mọi người là mức giá 1,6 triệu nha mọi người. 1,6 triệu bao phí vận chuyển của mọi người khi đi, vẫn kèm theo món phụ kiện theo máy phát cỏ nha mọi người. Dao, dây đeo, chắn cỏ, tiếp mở bu ri, lục giác và dây đeo. Dạ rồi em xin phép qua con thứ hai ạ. À. Con thứ hai là con Shindewa nha mọi người. Con Shindewa S231. Con này cửa hàng em cũng lên chế 2 kim rồi nha mọi người. Lên chế 2 kim cực kỳ nhạy nổ và dễ sử dụng cho mọi người. Cho mọi người dễ thao tác. Dạ đây ngoại hình của máy. Shindewa S231. Con này khi đi em sẽ lên tay càng và tay ga bóp trắng cho mọi người nha mọi người. Công tắc của con này nó nằm bên này. Dạ đây ạ. Em xin test nổ luôn ạ. Con này công suất 23cc nha mọi người. Dòng Shindewa thì mọi người cũng biết rồi. Một con máy 23cc nhưng mà tiếng và kiểu như là 23cc nhưng dòng Shindewa nó bóc quá mọi người. Em xin test nổ luôn ạ. Kỳ bóc luôn nha mọi người. Cửa hàng em đã dọn nổ rồi, cực kỳ nhạy nổ cho mọi người luôn nha mọi người. Con này cửa hàng em để cho mọi người mức giá 1,7 triệu nha mọi người. 1,7 triệu bao phí vận chuyển khi đi, vẫn kèm theo các món phụ kiện như trên nha mọi người. Dạ hai con máy cắt cỏ ngày hôm nay em lên hai con máy cắt cỏ nha mọi người. Một con dòng Sitting sản xuất tại Nhật 23cc và một con Shindewa S231 cũng 23cc. Dạ rồi. Anh em ưng con nào có thể chụp hình hoặc gọi điện số điện thoại trực tiếp bên cửa hàng nha mọi người. Và tiếp theo đây em xin phép qua máy cưa. Máy cưa thì con đầu tiên là con tay cục nha mọi người. Thuộc dòng Echo, con này GC31, con này 31cc cho mọi người. Phục vụ cho mọi người kiểu như là
cắt tỉa cành nhánh đó mọi người, leo lên cây sử dụng tay cục nó sẽ đảm bảo an toàn cho mọi người hơn. Con này công tắc nằm đây, có vú bơm xăng và kéo lê ở dưới nha mọi người. Đằng sau là chỗ bôi trơn lam xích và đằng trước là chỗ để nhiên liệu xăng pha nhớt nha mọi người. Lam sơn theo máy. Dạ đây ạ. Lam sơn theo máy vẫn còn rất là trơn tru nha mọi người. Con này có khóa sơn đầy đủ cho mọi người ạ. Cực kỳ an toàn cho mọi người luôn ạ. Công tắc nằm đây nha mọi người, lên là mở, lên là mở và xuống là tắt nha mọi người. Con này là GC31 công suất 31cc cho mọi người. Em xin test nổ luôn con này ạ. Tiếng máy rất là lực nha mọi người. Tiếng máy cực kỳ khỏe, cực kỳ lực cho mọi người luôn. Một dòng tay cục nhưng công suất nó vẫn rất là lớn nha mọi người. Con này cửa hàng em để cho mọi người mức giá 1.800.000 nha mọi người. 1.800.000 bao phí vận chuyển, khi đi có kèm theo 3 món phụ kiện là tiếp dũa và một cái bu ri nha mọi người. Dạ rồi, 1.800.000 bao phí vận chuyển ạ. Rồi em xin phép qua con cưa thứ hai ạ. Con thứ hai là con thuộc dòng Komatsu nha mọi người. Một con Komatsu G3500 nha mọi người. Công suất 35cc. Con này thì mọi người cũng biết rồi. Một dòng Komatsu 3500 này thì chạy cực kỳ bền cho mọi người luôn. Đằng trước là chỗ để nhiên liệu xăng pha nhớt và đằng sau là chỗ bôi nhớt bôi trơn lam xích nha mọi người. Con này hai bên đổ xăng nhớt nó nằm gần nhau luôn đó mọi người. Con này cửa hàng em để đầu không nha mọi người. Đầu không, em xin phép test nổ luôn ạ. Công tắc nằm ngay đây nha mọi người. Có vú bơm xăng cho mọi người và lê phía trên nha mọi người. Lê này lê tự động nha mọi người. Khóa sên vẫn còn đầy đủ hết nha mọi người. Có mắt giật trợ lực cho mọi người. Mọi người chỉ việc kéo lên, không cần giật đâu mọi người, chỉ cần kéo lên thôi. Cực kỳ nhạy nổ luôn. Công tắc ở đây lên là mở và xuống là tắt. Em xin test nổ luôn ạ. Con máy cực kỳ khỏe và chắc chắn nha mọi người. Tất cả là đồ đây ạ, mặt trước con máy đây ạ. Một máy xu nhúng bình xăng tất cả đều nguyên riêng nguyên bản hết nha mọi người. Con này cực kỳ khỏe luôn. Con này cửa hàng để đâu không nha mọi người. Có bán lam xích mới nhưng mà kiểu như là hàng về lam sên theo máy không có mọi người. Em không để lam sên rin theo máy, tại không phải lam sên rin em không để. Nhưng mà cửa hàng em có bán lam sên mới nha mọi người. Con này em cửa hàng em để đâu không cho mọi người với mức giá là 2.200.000 nha mọi người. 2.200.000 bao phí vận chuyển, khi đi vẫn kèm theo 3 món phụ kiện như con tay cục nha mọi người. 2.200.000 bao phí vận chuyển cho mọi người ạ. Mọi người ưng con máy có, nếu mà có lam sên nhà thì ấy, còn không thì hàng em vẫn để lam sên mới nha mọi người. Con này cửa hàng em để đâu không, 2.200.000 bao phí vận chuyển ạ. Dạ rồi, em xin phép qua con thứ ba mọi người. Con thứ ba là con thuộc dòng Shindawa nha mọi người. Một thương hiệu kiểu như nhất nhì ở bên Nhật rồi mọi người. Shindawa 393, một dòng gọi là anh em cũng thích nhiều á mọi người. Con này công suất 39cc nhưng mà cực kỳ khỏe cho mọi người luôn. Con này lê tự động nằm đây nha mọi người. Có xả áp nằm đây cho mọi người luôn ạ. Shindawa 393. Dạ rồi, em xin test nổ luôn con này ạ. Công tắc nằm đây nha mọi người. Lên là mở và xuống là tắt ạ. Rất là lực và rất là khỏe cho mọi người luôn nha mọi người. Cực kỳ nhảy nổ cho mọi người luôn. Con này khai thác được rồi nha mọi người. Khai thác tập trung được rồi mọi người. Con này cực kỳ khỏe luôn. Con này cửa hàng em để cho mọi người mức giá là
3,150 triệu nha mọi người, 3,150 triệu bao phí vận chuyển cho mọi người, khi đi vẫn kèm theo ba món phụ kiện là tiếp dũa và một cái buri cho mọi người ạ. Dạ rồi, ngày hôm nay em lên cho mọi người ba con máy cưa và hai con máy cắt cỏ, mọi người ưng em nào có thể chụp lại màn hình gửi qua bên Zalo hoặc gọi trực tiếp số điện thoại của cửa hàng để anh em mình cùng thảo luận đó mọi người. Dạ rồi, em xin cảm ơn mọi người ạ.